Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. How of Slenderina. Let's go. Ok. Chưa thấy gì. Tiếp tục đi tiến sâu vào bên trong. Cũng không có gì luôn. Let's go. Rồi một chiếc chìa khóa đây. Tờ đầu tiên. Wow, đây là một con ma nó vừa nhìn mình. Oh my god, tờ thứ hai. Rồi mình sẽ lên trên tầng 2. Con của ông bà Granny, ông bà Slenderina. Let's go. Chiếc khóa tiếp theo. Oh my god. Phòng này chắc là phòng phòng của ông bà rồi. Phòng vệ sinh. Let's go. Mình sẽ mở căn phòng đang bị khóa ở đây. Xem có gì không. Đó, các bạn cứ đi tìm tất cả các phòng. Và các bạn sẽ tìm 8 mẩu giấy là các bạn sẽ hoàn thành được game. Đủ 8 mẩu giấy. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Slenderina The School. Đây là một tựa game bóng ma trong trường học. Vào đây. Let's go. Món đồ đầu tiên mình đã nhìn thấy rồi.
Ok, phòng tiếp theo. Phòng này không có gì. Let's go. Sang lan can kế bên nào. Món đồ thứ hai. Nó là màu trắng cho nên các bạn rất dễ nhìn nhé, chứ các bạn không thể nào lẫn đi đâu được. Nó dễ nhìn hơn là màu giấy hoặc là tờ giấy. Ok. Đây là máu này. Đó, uống luôn đi. Rồi, let's go. Khi các bạn đi hết tầng 1 thì sau đó các bạn sẽ lên trên cầu thang lên tầng 2. Chiếc chìa khóa tiếp theo. Ok. Không còn gì ở đây. Tiếp tục sang phòng kế bên. Let's go. Phòng này là phòng bếp rồi. Phòng bếp này rất là nhiều ăn nên là không có gì. Phòng ăn. Ok. Let's go. Đó, cách chơi của tựa game này rất đơn giản thôi. Các bạn cứ đi tất cả các phòng và tìm đủ 8 món đồ. Thì lúc đó các bạn sẽ thoát khỏi ngôi trường học ma quái này. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ 3, Granny Chapter 1. Let's go. Không gì đây. Do you want to play hide and seek? Rồi mình sẽ chui ra ngoài đây.
một mã code. Trong này là cái gì đây? Cái này các bạn phải có một khẩu súng thì các bạn bắn với ra được. Bị chốt ở từ bên trong. Oh my god. Wow. Bà ta đi nhanh thật. Mà rõ là mình không có tiếng động nào luôn. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 4. Slenderina Asylum. Đây là một tựa game bóng ma trong bệnh viện. Ở đây thì có ông bà ma quỷ. Hai ông bà này thì bà kia thì là ma, còn ông này thì bị như cả một căn bệnh biến dị thành quỷ. Thì ông ta sẽ đi săn lùng các bạn. Theo mình nghĩ thì ông ta đang ở bên trong. Rồi, let's go, đi tiếp nào. Mình vẫn chưa nghe thấy tiếng chân của ông ta. Có vẻ ông ta đang ở gần đây rồi. Ở đây không có một tờ giấy nào. Một tờ giấy nào. Ông ta đã xuất hiện. Oh my god, ông ta không để ý luôn. Mình sẽ đợi ông ta đi đâu. Ông ta đi đường bên kia rồi. Còn mình sẽ đi vào trong. Khi ông ta ở ngoài thì các bạn sẽ ở bên trong. Và khi ông ta ở bên trong thì các bạn cố gắng đi ra ngoài. Để làm sao để tránh gặp ông ta. Ông ta đằng kia. Wow. Đây có một chiếc chìa khóa này. Đặt luôn. Rồi ông ta ở bên trong, mình lại phải chuồn ra ngoài thôi. Ok, let's go. Tờ đầu tiên kia rồi. Mình sẽ tìm ở đây xem có tờ nào nữa không. What? Tờ di chuyển khá là nhanh luôn. Rồi, tờ thứ hai đây rồi. Đó, các bạn đi xung quanh và tìm tất cả 8 tờ giấy là các bạn sẽ hoàn thành được game. Rất đơn giản thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tờ game tiếp theo. Roblox, let's go. Wow, bị lag rồi. Vào lại xem thế nào. Ok, pick guy. Wow, còn có hơn 2 phút nữa thôi. Thì làm sao mà có thể tìm cách để tẩu thoát khỏi pick guy này được. Dễ thua rồi. Không biết những người bạn của mình có tìm được chưa.
bạn này mới đang cầm chiếc khóa màu xanh. Trong này có gì không? Không có gì. Đi theo cậu ta xem cậu ta đi đâu. Chiếc khóa màu xanh. Blue key. Wow, red key của nó chưa mở. Mà đây là ngõ cụt luôn. Ông ta mà lên đây chắc là mình không thoát được. Không có gì ở phòng này. Rắc cây đầy ra đây. Không hiểu cậu ta đi đâu. Chuồn nhanh thôi. Không chết bây giờ. Oh my god. Mình đang bị leo rồi. Oh my god, tua là. Oh man. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Slenderina 2D. Ok, chiếc khóa này vào ngôi nhà này. Chữ số 7. Let's go. Không gì ở đây. Một chiếc chìa khóa. Chìa khóa tiếp theo. Ok. Số 4. So let's go. Rồi các bạn phải tìm 4 chữ số sau đó thì mở vào đây. Oh my god. What? Vào cái ra cái chết luôn. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slender Rushy. Ở tựa game này thì các bạn phải đi chi tìm 7 bức hình được gắn vào trong cái bao bản đồ này. Mình sẽ đi thẳng đường này xem có bức hình nào không. Cây to này không có này. Những ngôi nhà này xem. Ô tô chắn đường đi ở đây. Bắt đầu lại phải đi sang đường bên này rồi. Mon men đi đường mòn.
Khi các bạn đến gần một bức hình nào đó thì nó sẽ phát tín hiệu, thì lúc đó các bạn sẽ tìm xung quanh cái tín hiệu đó là các bạn sẽ thấy được những bức hình đó. Cái cây này không biết có gì không? Cây này không có gì. Một con đường rất là rộng. Rồi mình sẽ đi sát mon men ở đây xem. Chị sẽ đang đợi xuất hiện ra. Vậy theo mình nghĩ chắc chắn ở gần đây sẽ có cái gì. Chuẩn luôn. Bên này rồi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 7 bức hình. Bức hình thứ hai là các bạn sẽ thoát khỏi cái map ở đầu này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Còn đang đi chapter 2. Blay, let's go. One day. Ok, ông bà ấy đang ở dưới rồi. Bây giờ mình sẽ lên trên tầng, rất đơn giản thôi. Học luôn lái máy bay. Let's go. Một khẩu súng điện. Rồi ok, mình sẽ lấy chiếc chìa khóa này. Mở căn phòng này ra. Ok, let's go.
So let's go, let's go. Bỏ luôn vào đây. Tiếp tục xuống dưới lấy tiếp món đồ nữa. What? Ủa, ông ta ở trong này lúc nào nhỉ? Mình không để ý luôn. Mình cứ tưởng bà ta đang ở dưới và ông ta đang ở dưới luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Xin thế kia, Horo. Let's go. Chiếc xe của mình đang hỏng rồi. Đâm chết một chú dê. Wow. Sự hiện này không biết đi đâu. Nhưng mà những ngôi nhà này thì các bạn sẽ không vào được bên trong. Đây rồi. Chạy thôi. Sao mà tôi kêu ma Slenderia giờ sao là đây là một như là một mê cung quyển sách đầu tiên. Cửa này cửa thông phòng rồi. Wow. Chiếc cửa này bị khóa. Oh my gosh. Mình không hiểu khi xuất hiện mình đã quay đi rồi mà sao vẫn bị bắt thì với tà chứ. Oh man. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Big guy Granny. Let's go. Vào đây.
Oh my gosh, không hiểu sao bà ta lại ở đây từ lúc nào mà mình cứ tưởng là đang ở trên. Chị đây. Khập khiễng luôn. Ok, bà ta nhìn thấy mình rồi. Chuẩn thôi. Oh man, she chết. Còn mình sẽ đi trên này sao? Không mở cái này đâu. What? Bộ ảnh tiếp theo, ok. Cầu thang là không lên rồi này. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Let's go. Oh my gosh. Thank you.
Oh my gosh, wow. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.